Tiểu sử Marian Rivera, mỹ nhân đẹp nhất Philippines, cho tới cuộc hôn nhân viên mãn. Marian Rivera sinh ngày 12 tháng 8 năm 1984 tại Madrid, Tây Ban Nha, với cha là người Tây Ban Nha và mẹ là Philippines. Cha mẹ cô ly dị khi cô lên 3 tuổi, sau đó cô theo mẹ chuyển đến Philippines và lớn lên tại đây. Tuy nhiên mẹ cô phải tiếp tục công việc ở nước ngoài và cô được gửi cho bà ngoại nuôi dưỡng ở Magarondon. Tuổi thơ thiếu thốn tình cha của cô gái Marian Rivera. Nhắc đến showbiz Philippines thì có lẽ bỏ qua cái tên Marian Rivera thật sự là điều đáng tiếc. Marian Rivera sinh năm 1984, mang trong người hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines. Từ khi chào đời, Marian Rivera đã khiến cho người đối diện phải ngẩn ngơ vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần cùng nụ cười rạng rỡ của Marian Rivera khiến cho nhiều người si mê. Sinh ra tại Tây Ban Nha, nhưng tuổi thơ của Marian Rivera lại không hoàn hảo đến vậy. Cha mẹ Marian chia tay từ khá sớm. Sau khi bố mẹ ly dị, Marian theo mẹ về Philippines sinh sống. Cuộc sống cũng vắng bóng cha từ đó. Mặc dù không có cha bên cạnh, nhưng may mắn Marian nhận được sự bao bọc và yêu thương của nhà ngoại, cùng người mẹ hết lòng vì con cái. Nổi tiếng xinh đẹp từ bé, nhưng Marian lại không gia nhập làng giải trí từ sớm. Mẹ cô vẫn luôn e ngại rằng làng giải trí đầy thị phi sẽ khiến cho Marian gặp tổn thương. Sau khi hoàn thành việc học đại học, Marian mới bước chân vào làng giải trí với tư cách là người mẫu quảng cáo kem dưỡng da. Khuôn mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào trở thành vốn liếng cho Marian. Mặc dù không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng với nỗ lực của mình, Marian nhanh chóng gặt hái thành công và trở thành mỹ nhân được yêu thích nhất nhì Philippines. Vào làng giải trí chưa được bao lâu, Marian đã dắt vốn vô số các bộ phim ăn khách. Cô được người dân Philippines yêu mến, một khách gần như tuyệt đối. Hình ảnh của Marian cứ như ngọc bích, không một tì vết. Nhưng showbiz vốn dĩ chẳng bao giờ êm đềm. Vì quá nổi tiếng, Marian trở thành tâm điểm của truyền thông, thậm chí là nạn nhân của những trò truyền thông bẩn. Nhất cử nhất động của Marian đều thu hút sự chú ý của dư luận. Chính vì thế, cuộc sống riêng tư của Marian dường như bằng con số 0. Vượt qua những chỉ trích, Marian bằng tài năng và nhan sắc của mình đã chứng minh rằng việc cô được yêu mến hoàn toàn đến từ sự nỗ lực và nghiêm túc với nghệ thuật của mình. Những chuyện tình bí mật và đoàn kết tình yêu ngọt ngào với Đinh Đông Dante. Ngày ấy, một trong những điều mà truyền thông và người hâm mộ quan tâm nhất có lẽ là chuyện tình của Marian. Tuy vậy, Marian lại là người cực kỳ kín tiếng. Trước khi hẹn hò với Đinh Đông, cô nàng chưa từng tiết lộ về những mối tình của mình. Trước khi đến với Đinh Đông, Marian từng vướng tin đồn hẹn hò hai nam diễn viên khác. Người đầu tiên xuất hiện trong các tin đồn tình ái của Marian, Elvis Vihendry. Elvis vốn là cầu thủ bóng rổ kim diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Philippines. Elvis và Marian là bạn học cùng trường cấp 3 và đại học. Mối quan hệ thân thiết của cả hai khiến cho nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải cả hai từng có thời gian hẹn hò. Thậm chí còn có thông tin Marian nảy sinh tình cảm với Đinh Đông khi đang hẹn hò với Elvis. Tuy nhiên cả Marian và Elvis đều chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này. Marian cũng từng có thời điểm chính tin đồn tình ái với nam diễn viên nổi tiếng Matt Hodra. Matt cũng là một trong những nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Marian khi cô mới bước chân vào làng giải trí. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2008, Matt đã kể tên năm nữ nghệ sĩ anh từng hẹn hò. Trong số đó có Marian. Chuyện tình của anh và Marian chỉ kéo dài hơn nửa năm. Tuy nhiên Marian chưa bao giờ thừa nhận đã từng yêu đương với Matt. Nhiều người cho rằng có thể đây chỉ là chuyện đơn phương của Matt mà thôi. Năm 2009, Marian công khai chuyện tình yêu với nam diễn viên Đinh Đông, bạn diễn thân thuộc của cô. Được biết trước khi yêu nhau, Marian và Đinh Đông có cơ hội đóng vai tình nhân với nhau trong rất nhiều bộ phim từ Vũ Điệu Hoang Dã cho tới Chuyện Tình Nàng Tiên Cá. Ngày ấy, cả hai vào đôi tình nhân đẹp đến nỗi fan hâm mộ đều chỉ mong họ nên duyên vợ chồng. Thời điểm công khai chuyện tình cảm, Marian bị đồn thổi là kẻ thứ ba, xen vào mối quan hệ của Đinh Đông và nữ diễn viên Carly. Tháng 11 năm 2018, Đinh Đông và Carly tuyên bố chia tay sau 3 năm hẹn hò. Sau đó ít lâu, nam diễn viên công bố chuyện tình cảm với Marian. Một số nguồn tin cho rằng chính Marian là kẻ thứ ba là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của Đinh Đông và Carly rạn vỡ. Sau này khi có dịp gặp lại Đinh Đông và Marian trong cùng một sự kiện, Carly từng chia sẻ rằng cô vẫn chào hỏi mọi người vô cùng vui vẻ.
chia sẻ về chuyện tỏ tình với Marion, Đinh Đông từng tiết lộ khoảnh khắc khi tôi ngỏ lời mong cô ấy là bạn gái. Tôi đã chắc chắn rằng đây là người phụ nữ mình muốn đi cùng suốt chặng đường còn lại. Bởi tôi đã quyết định rất chín chắn trước khi bày tỏ. 3 năm bên nhau, Đinh Đông chính thức cầu hôn Marion lần đầu tiên khi cả hai đi đến Macau và nhận được lời đồng ý của người đẹp. Sau khi đính hôn, cặp đôi quyết định trở lại với công việc và thống nhất sẽ công bố tin vui vào đúng thời điểm. Khi đóng chung phim Merima Vũ Điệu Hoang Dã, Đinh Đông sau này tâm sự anh đã có những rung động đặc biệt với bạn diễn. Khi đóng những cảnh thân mật, tuy nhiên Marion lúc này không có ấn tượng tốt với đồng nghiệp. Cô nói không thích vẻ ngoài của anh, đặc biệt là bộ râu, nhìn như một con dê. Trong mắt Marion, thời điểm ấy Đinh Đông không hề là mẫu người lý tưởng bởi anh có vẻ hổm hỉnh và khó gần. Tháng 8 năm 2014, Đinh Đông quỳ gối cầu hôn Marion trên sóng truyền hình trực tiếp. Lần này người đẹp òa khóc vì xúc động. Cuối cùng đám cưới của cặp tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Philippines cũng diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2014. Đám cưới của cả hai được xem là sự kiện giải trí hàng đầu của Philippines, được truyền hình trực tiếp và có sự tham dự của Tổng thống. Hôn nhân đẹp như mơ của mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marion và chồng nam diễn viên Đinh Đông vừa tổ chức lễ cưới thứ hai nhân dịp 9 năm ngày cưới. Họ là cặp tình nhân trong mơ của làng giải trí Philippines. Trên trang cá nhân, Marion Rivera và Đinh Đông Dante đã chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn trong lễ cưới thứ hai của họ. Người đẹp Philippines diện váy cưới cổ điển, khoe dáng vóc cân đối, dù cô đã trải qua hai lần sinh nở. Tài tử Đinh Đông Dante mặc trang phục cưới truyền thống của Philippines. Mỹ nhân Philippines cũng gửi những lời nhắn nhủ tới chồng 9 năm tình yêu với những tiếng cười và lòng biết ơn vô tận. Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta, anh mãi là phước lành của đời em. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines ở tuổi 38, nữ diễn viên phần trẻ trung trẻ ngời hơn tuổi. Hiện nay Marion được xem là nữ diễn viên có cachet cao nhất tại Philippines và nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận. Theo Forbes, vợ chồng Marion Rivera là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất tại Philippines. Họ cũng là niềm tự hào của làng giải trí Philippines bởi hai người sở hữu một gia đình kiểu mẫu, vô cùng hạnh phúc, thành công và giàu lòng nhân ái.